Chào các bạn, đây là một cái vòng bi của bạn Ngọc Viết. Bạn nhờ tôi làm con dao Phan Giang. Bây giờ tôi sẽ mở xem cái vòng bi này là của nước nào, làm có chuẩn hay không, có tốt hay không, độ sắc có giữ cạnh hay không. Nào, bây giờ ta sẽ bắt đầu. À, trong đây có một mảnh giấy. Rồi ok, tí tôi sẽ mở ra xem. Một mảnh bi, nhìn màu nó cũng khá là mượt đây. Cái này thì không biết là vòng bi của nước nào nhỉ, trông nó là lạ thế này. Có nhãn hiệu 32318A. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ làm một con dao Phan Giang, xem cái độ sắc, cái độ giữ cạnh của nó thế nào. Mời các bạn hãy dõi theo màn hình cùng tôi khám phá vòng bi này.
Đây, như thế này tôi đã hoàn thiện xong cái lưới dao pha rang bằng thép vòng bi. Bây giờ tôi thử cạo lông chân xem cái độ sắc của nó như thế nào. Đây, rất tuyệt vời. Ta cạo lông chân ngọt lịm như thế này, còn sắc hơn trong làm đây. Ok, còn phần lắp cán tôi sẽ vào tôi lắp nốt. Đây các bạn thấy chưa, tôi chặt ngang qua dừa mà cái lưới dao không hề việc gì cả, cái độ ngọt của nó là cực kỳ là ngọt đấy. Còn về cái
độ mượt mà của con dao này thì cực kỳ là mượt. Cái thép này tôi khẳng định với các bạn rằng là cái vòng bi này là vòng bi của Nhật. Đấy, cực kỳ sắc bén và cái độ mượt cuốn khác thường so với cái loại thép khác. Rất chỉ là mượt. Các bạn có cái vòng bi như thế này, tôi khuyên các bạn là nên để làm dao là cực kỳ chất lượng. Các bạn làm cái con dao phan giang như thế này thì cái sống của nó thì dày như thế này, kéo ra ngoài mũi này thì nó mỏng dần, trông nó thuôn thuôn rất chìa đẹp. Còn về cái cán này thì các bạn làm hình cong như thế này không khác gì là một hình cây trúc, rất chìa là đẹp, trông cái cán rất đẹp. Cái mẫu này là mẫu của Indo, nhìn trông nó rất chìa đẹp. Về cái thép thì rất chìa là mượt rồi. Tôi cạo lông chân thì ngọt lịm luôn đấy, còn tôi chặt qua ngang qua dừa thì đứt một phát, đứt rất chi là ngọt. Về cái mẫu dao rất đẹp, cái cán này ta cầm rất vừa bạn, được chốt hai đinh đồng và khâu này là khâu inox mạ đồng, rất chi là sáng bóng. Vâng, video tôi quay toàn cảnh cách làm con dao phan giang bằng vòng bi của Nhật đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.